Kết quả khảo sát mới đây của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trên địa bàn hiện có 1.318 dự án nhà ở với tổng số 572.422 căn hộ các loại. Song đến nay mới chỉ có 120 dự án hoàn thành, có 882 dự án đang tiếp tục triển khai, 242 dự án chưa triển khai và 37 dự án tạm dừng triển khai. Trong số này, chỉ tính riêng các dự án đang triển khai đã có tới 456.006 căn hộ các loại đã và sắp được tung ra thị trường. Trước tình hình tồn kho trên thị trường bất động sản hiện nay, đại diện Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để thị trường bất động sản thành phố có thể giải quyết được lượng hàng tồn kho rất lớn trong năm 2013, cần đẩy mạnh triển khai một loạt các giải pháp đồng bộ, thiết thực với doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà để ở về nợ xấu và bài toán vốn trên thị trường. Với cái quan niệm, chúng tôi cho rằng nếu giải quyết được hàng tồn kho chính là giải quyết được tính thanh khoản và nợ xấu của thị trường bất động sản, của doanh nghiệp bất động sản cũng như là của các ngân hàng, các tổ chức tín dụng. Chúng tôi thấy thành phố đó đã nhất trí với nhiều kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết hàng tồn kho. Trong đó cái biện pháp đầu tiên hết mà chúng tôi cũng đã đề cập ở trên đó là biện pháp kích cầu tiêu dùng đến tận tay người tiêu dùng. Cái thứ hai nữa đó là doanh nghiệp tự cứu mình bằng cách là giảm giá bán, rồi doanh nghiệp chấp nhận bán lỗ để cắt lỗ, rồi doanh nghiệp cơ cấu lại căn hộ cho nó có quy mô phù hợp. Và cái đề xuất này của doanh nghiệp thì được lãnh đạo thành phố cũng như là lãnh đạo của Bộ Xây dựng chấp nhận. Cho nên đây cũng là một cái rất là tốt. Mặc dù trong năm 2012 giá bất động sản đã giảm mạnh, song giao dịch trên thị trường đóng băng, nhiều dự án không bán được hàng khiến tồn kho căn hộ ngày càng tăng cao. Nhiều ý kiến doanh nghiệp cho rằng hiện nay chỉ còn một cách duy nhất có thể giải được bài toán hàng tồn kho, đó là chia nhỏ căn hộ. Tôi cho hàng tồn kho hiện nay là một nhức nhối và không thể giải quyết được, ngoài trừ trường hợp trả đòi ra. Tôi lấy thí dụ, có những doanh nghiệp giảm giá xuống còn 13 triệu đồng một mét vuông, nhưng mà diện tích họ 100 mét vuông, thành ra đã là 1 tỷ 3 rồi. Mà với 1 tỷ 3 thì rất ít người thu nhập trung bình có thể mua được hoặc là dám mua trả góp. Bởi vì nếu mà chúng ta trả góp hơn 1 tỷ 3 mà chúng ta phải đóng trước 400-500 triệu, còn lại 700-800 triệu mà trả góp một tháng phải 20 triệu thì đâu ai trả nổi. Cho nên nếu doanh nghiệp nào mà vẫn giữ diện tích 100 mét vuông thì không cách chi bán được, kể cả giảm giá xuống còn 11-12 triệu. Năm 2012 sắp hết, song việc giải quyết vấn đề hàng tồn kho là vấn đề gặp nhiều trở ngại nhất và chưa có hướng giải pháp nào cụ thể. Vì thế, để hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết dứt điểm hàng tồn kho và vực dậy thị trường trong năm 2013 thì cần phải có những giải pháp đồng bộ và song hành. Đây cũng là một bài toán khó và không dễ tìm ra đáp án cuối cùng trong năm 2013.